Bảo Anh sở hữu đường cong thế này, hỏi sao Bùi Tiến Dũng không chết mê chết mệt. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng với đường cong của Bảo Anh lại quyến rũ như thế này đây. Sau loạt tin đồn khẳng định Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò, khi giọng ca sóng xanh chẳng dễ dàng bị bắt gặp đi chơi cùng Kiều Trinh, quản lý của thủ môn U23 Việt Nam và bạn gái Quang Hải ở Hà Nội. Tuy đối mặt trước những tin đồn đó, quản lý Bảo Anh cũng lên tiếng chia sẻ với báo giới. Tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đường cong của nữ ca sĩ bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt. Mùa đầu tiên thực sự rất cuốn hút. Mặc dù chiều cao của nữ ca sĩ có phần khiêm tốn, nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện, Bảo Anh đang là một trong những nghệ sĩ sở hữu số đo 3 vòng chuẩn nhất hiện nay trong V-Big. Với đường cong cơ thể đẹp từng cm, Bảo Anh đang là một trong những ca sĩ có số đo 3 vòng cuốn hút nhất hiện nay. Xuất hiện với phong cách sexy quyến rũ, gương mặt khả ái và làn da trắng nõn nà là những vũ khí giết chết phái mạnh của Bảo Anh. Bảo Anh càng lúc càng táo bạo hơn trong phong cách cũng như thoải mái chia sẻ ảnh trên mạng xã hội. Cô luôn là tâm điểm ở mọi nơi mỗi khi cô xuất hiện. Sau khi chính thức chia tay với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, đây không phải là tin đồn đầu tiên về mối quan hệ tình ái với Bảo Anh. Tuy nhiên, với nhan sắc cùng đường cong sexy như thế này, hỏi sao mà thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam không chết mê chết mệt. Được biết, Bùi Tiến Dũng cũng rất chăm chỉ tập luyện. Để có được body 6 múi cùng với chiều cao ấn tượng, chỉ số 1m81, cặp đôi này rất được cộng đồng mạng ủng hộ khi phát hiện họ đang hẹn hò cùng nhau. Không chỉ sexy trong những khi đi diễn hay sự kiện, loạt ảnh đời thường hay trong những bộ trang phục bikini như thế này cũng đủ làm người khác mê mệt. Nhờ chăm chỉ tập luyện yoga mà đường cong của Bảo Anh cuốn hút đến không ngờ. U23 thi nhau selfie nhí nhố sau trận với Jordan, thầy Park cũng đòi tự sướng, kết quả quá hài. Các cầu thủ 9x nhí nhố đã đành, không ngờ thầy Park còn ham chơi hơn. Tối 27 tháng 3 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu bóng hết sức kịch tính với các cầu thủ Jordan. Mặc dù mất rất nhiều sức sau chuyến di chuyển đến Jordan, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thi đấu khá tốt, ghi bàn trước và chỉ để đội chủ nhà được một điểm sau trận hòa 1-1 tại Amman. Sau trận đấu, dù mệt mỏi và có người bị chấn thương, nhưng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn rất sung. Đáng nhớ nhất là ngay sau trận đấu với Jordan, ngày 28 tháng 3, các thành viên đội tuyển Việt Nam tổ chức sinh nhật luôn cho Phạm Xuân Mạnh tại khách sạn. Tại đây, các thầy trò đã có những khoảnh khắc vô cùng hào hứng và vui vẻ. Tiếp theo đó, một loạt những bức ảnh selfie của đội tuyển được các cầu thủ đăng lên mạng xã hội, được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Qua đó cũng có thể thấy tinh thần của các cầu thủ trẻ, cũng như huấn luyện viên lúc nào cũng rực lửa và hết mình. Thầy Park Hang-seo thích thú đi rủ mọi người chụp ảnh cùng mình. Không ngờ thầy Park lại có thể vui tính như thế này. Các chú mèo thật dễ thương, các fan đang đồn rằng Hoàng tử Đức Huy chính là người dụ dỗ thầy Park chụp kiểu này. Xuân Trường lạnh lùng trên sân nhưng bình thường cũng rất nhí nhố. Đức Huy thì nhí nhố khỏi bàn luôn. Có ai đáp lại nụ hôn của tờm Xuân Trường không nào? Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng cùng nhau đi uống sinh tố, tỏ ra tiếc nuối vì chỉ còn được ở bên nhau vài tiếng nữa là về nước, mỗi người lại một ngã. Duy Mạnh tranh thủ chụp cùng huấn luyện viên. Văn Toàn lại trôn thầy bác nữa rồi. Đức Chinh tỏ ra rất yêu đời khi nhận mình đẹp còn chê công phượng xấu. Thủ môn Tiến Dũng dù không ra sân nhưng vẫn hào hứng đăng ảnh. Vậy là các chàng trai đã hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người một vali để về nước. Lộ diện nữ ca sĩ được cho là người yêu của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Showbiz Việt đang sôi sục trong nghi vấn thủ môn Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò với nữ ca sĩ Bảo Anh. Bạn biết đấy, showbiz Hàn dạo này gần đây đang nở rộ tin tức hẹn hò của các sao như một vườn bông tràn ngập tình yêu, với rất nhiều cặp đôi nổi tiếng bị khui ra. Dường như showbiz Việt cũng chẳng muốn thua kém nước bạn hay sao, mà gần đây các nguồn tin thân cận nghe ngóng được nhiều nhân vật nổi tiếng đang hẹn hò. Sao nổi tiếng yêu người thường thì không nói, đằng này cả hai anh chị đều là người nổi tiếng mới đáng quan tâm. Từ một vài nguồn tin thân cận cho biết, chúng ta sắp có một cặp đôi nói gót chuyện tình đẹp như mơ giữa Công Vinh Thủy Tiên. Chàng là thủ môn soái ca chịu người say đắm,
Còn nàng là ca sĩ sexy cũng vạn người theo đuổi. Và bùm, nghi vấn một tình yêu chớm nở đang rơi vào thủ môn Bùi Tiến Dũng và nữ ca sĩ Bảo Anh. Ngay khi Bùi Tiến Dũng vừa từ Jordan thi đấu trở về, Bảo Anh đã có mặt ở Hà Nội đi chơi cùng quản lý của Bùi Tiến Dũng cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam. Có mặt tại buổi hẹn hò cà phê này còn có bạn gái của cầu thủ Quang Hải. Cuộc gặp gỡ giữa hội bạn gái của các cầu thủ U23 chăng? Bảo Anh đang có mặt ở Hà Nội cùng thời điểm Bùi Tiến Dũng vừa trở về từ Jordan. Quản lý Kiều Trinh và bạn gái của cầu thủ Quang Hải đi cà phê cùng Bảo Anh. Đúng rồi đấy, chính là thủ môn triệu con tim yêu mến Bùi Tiến Dũng và chủ nhân bài hit Sóng Xanh Chẳng Dễ Dàng Bảo Anh. Dù cả hai nghe rất không liên quan, nhưng tin đồn về tình yêu giữa hai nhân vật này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới showbiz. Được biết, nguồn tin xuất phát từ nhân viên trang điểm của nữ ca sĩ Bảo Anh. Cả hai gặp nhau khi đóng chung quảng cáo và nhanh chóng phát triển tình cảm trở thành tình yêu. Mới dừng ở mức tin đồn, không biết Bảo Anh và Tiến Dũng có đang yêu thật hay không. Nhưng nếu để ý trên trang cá nhân chị quản lý của Bùi Tiến Dũng thì thấy Bảo Anh lại thân thiết với chị ấy cùng các cầu thủ U23 đến bất ngờ khi thường xuyên bình luận qua lại. Trong một bài đăng ẩn ý của quản lý Bùi Tiến Dũng, ai đó đẹp lắm, lại ý ám chị ai đây? Liệu rằng đây có phải một lời cảnh báo của quản lý dành cho Đức Chinh rằng hãy giữ Tiến Dũng cho thật chặt vào, bảo vệ chủ quyền? Lộ diện con gái nuôi nổi tiếng của Đàm Vĩnh Hưng sau 6 năm giấu kín. Ít ai biết, Đàm Vĩnh Hưng có một con gái nuôi là nữ ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp trong showbiz Việt. Trước ngày ra rạp, đoàn phim Yêu Em Bất Chấp đã tổ chức chương trình ca nhạc giao lưu đặc biệt với khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự góp mặt của đạo diễn Văn Công Viễn cùng dàn diễn viên đình đám Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trừng, Ngọc Thanh Tâm, Công Dương, Ali Hoàng Dương. Tại sự kiện, các diễn viên thay nhau chia sẻ những kỷ niệm thú vị về vai diễn của mình trong phim. Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ những điều đặc biệt về vai diễn ông bố sợ vợ của mình trong phim. Ông Hoàng Nhật Việt chia sẻ, ngoài đời thường hay trong làng giải trí, anh không sợ bất cứ điều gì. Nhưng lần đóng phim hiếm hoi này, anh sẽ vào vai một ông chồng, ông bố sợ vợ. Mr. Đàm hy vọng sự trái ngược sẽ mang lại nhiều bất ngờ tiếng cười cho khán giả khi phim ra rạp. Đóng cặp với Đàm Vĩnh Hưng, cụ người mẫu Trang Trừng cho biết cô sẽ hóa thân thành người vợ, người mẹ thét ra lửa. Để vào vai ghê gớm hết cỡ, Trang Trừng phải tạm quên mình là một người rất ngưỡng mộ Đàm Vĩnh Hưng để thoải mái đánh đập chồng con khi không vừa lòng. Ngọc Thanh Tâm cho biết trong Yêu Em Bất Chấp, cô không chỉ tát Hoài Lâm hơn 100 cái mà còn được bạn diễn cổng hơn 20 lần để chỉ quay đúng một phân cảnh theo yêu cầu của ekip làm phim. Là hai soái ca Yêu Em Bất Chấp, Công Dương và Ali Hoàng Dương bật mí quãng thời gian tham gia phim mang lại cho cả hai nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đạo diễn Văn Công Viễn cũng tiết lộ năm yếu tố thú vị nhất của Yêu Em Bất Chấp hứa hẹn sẽ hấp dẫn khán giả yêu điện ảnh. Câu chuyện thú vị, nhiều yếu tố hài hước, bối cảnh đẹp, nhạc phim hay và không giới hạn độ tuổi thưởng thức phim. Ngoài ra, chương trình còn sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời như Vũ Hà, Văn Mai Hương với những tiết mục âm nhạc hấp dẫn thú vị. Nhân đây, Văn Mai Hương cũng tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hẳn không nhiều người biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông bố vui tính trong Yêu Em Bất Chấp, chính là ba nuôi ngoài đời của Hương. Cách đây 6 năm, Hương cùng ba Hưng và chị Cẩm Ly có tham gia một dự án quảng cáo. Lúc đó ba Hưng, chị Cẩm Ly vào vai ba mẹ, còn Hương vào vai con. Từ lần hợp tác ăn ý đó, ba Hưng nhận Hương làm con nuôi và hứa sẽ hỗ trợ nếu Hương cần bất kỳ sự giúp đỡ nào ở trong công việc lẫn cuộc sống. Suốt những năm qua, dù không chia sẻ về mối quan hệ này, nhưng Hương vẫn luôn lấy ba Hưng làm tấm gương để mình duy trì đam mê nghề nghiệp. Biết ba tái xuất màn ảnh với vai diễn mới, chắc chắn Hương sẽ ủng hộ hết mình và kéo cả gia đình, bạn bè và các fan đi xem phim, Văn Mai Hương lần đầu tiết lộ. Một mực im lặng trước ồn ào tình ái với nam em, Trường Giang bị tẩy chay, gặp nguy cơ phá sản vì quán ăn ế ẩm vắng khách. Chắc hẳn Trường Giang cũng không ngờ hậu quả scandal mang đến lại to đến như vậy. Những ngày qua, thông tin nam em từng yêu Trường Giang là tâm điểm bàn tán của dư luận. Mọi thứ xuất phát từ lúc nam em có những chia sẻ rất thật về câu chuyện đang gây xôn xao giữa cô và Trường Giang. Theo đó, cô thừa nhận mình có tình cảm với nam diễn viên hài. Trong khi Trường Giang gặp trục trặc với Nhã Phương, cả hai đã có khoảng thời gian mà theo cô là rất hạnh phúc. Nam em gây chấn động làng giải trí
khi thừa nhận tình cảm với Trường Giang. Trong khi cư dân mạng vẫn chưa hết xôn xao về scandal tình ái của Trường Giang, thì Quế Vân, tình cũ của nam danh hài Trường Giang, lại bất ngờ lên tiếng bảo vệ nam em và cho rằng mười khó có bản tính lăng nhăng, đào hoa, không đáng mặt đàn ông. Cả Trường Giang và Nhã Phương đều im lặng trước scandal tình cảm ồn ào. Đặc biệt là Trường Giang, nam danh hài vẫn sôi nổi quay game show mới. Tuy nhiên vì một mực giữ thái độ im lặng, không hề lên tiếng để làm rõ sự việc đúng sai, nên hình tượng mười khó trong mắt người hâm mộ đã không còn đẹp như xưa. Không những thế, hậu quả scandal tình ái mang đến cho Trường Giang hậu quả to lớn hơn. Mới đây, hình ảnh Trường Giang với khuôn mặt mệt mỏi ngồi tại quán cơm do chính mình mở ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Có thể thấy xung quanh quán cơm không hề có khách, bàn ghế được chất thành đống. Trước khi scandal nổ ra, quán cơm của Trường Giang vẫn ăn nên làm ra với lượng khách hàng ổn định. Nhiều người cho rằng ồn ào tình cảm với nam em đã ảnh hưởng khá lớn tới lượng khách của quán cơm.